Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Ở trong video ngày hôm nay, bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 2 giúp em có nhá. Rồi, ok. Và giá cả em sẽ báo luôn trong video này để không mất thời gian để các bác hỏi đi hỏi lại các bác nhá. Em sẽ báo giá cụ thể trong cái video này luôn. Đây là từng loa, từng loại và tình trạng em sẽ báo giá luôn, các bác đỡ phải hỏi nhá các bác nhá. Vâng. Ngày hôm nay em thu mua được 2 cặp các bác nhá. 3-1 CD4 đấy, Mexico. Xịn các bác nhá, tất cả đây là xịn, còn không có chuyện hàng Hồng Kông đâu các bác nhá. Alo luôn cho các bác. Tất cả hình thức là đẹp. Loa bao zin toàn phần cho anh em luôn. Và một cặp là cặp bốt 4.2. Đấy. Zin hết toàn bộ các bác nhá. Đây, đi con đầu tiên cho các bác luôn nhá. Con này là 3-1 CD4 các bác nhá. Đấy. Các bác nhìn chưa? Hàng này là hàng thu mua lại là của người tiêu dùng nên là giá thành nó rất là tình yêu các bác nhá. Giá nó rất là hợp lý với các bác luôn. Đấy, còn nó ra ngoài mà mua những đồ này thì nó phải chênh bên em tầm 1 đến 2 triệu các bác nhá, chứ không rẻ đâu. Đấy. Đây. Tất cả còn zin các bác nhá. Đây các bác nhìn qua này. Đây, cổ côn này, zin các bác nhá. Đấy. Tôi bán một CD4 này. Đấy. Em bán cho bác giá là 5 triệu 200 ngàn đồng các bác nhá. Em bao ship cho anh em luôn. Nói chung là em mua được giá tốt, em để cho bác giá tốt luôn. Đấy. Đấy, còn zin đẹp luôn. Này. Đây, tôi chờ một chút em sẽ cho các bác xem thùng quay của nó luôn. Thùng vàng ươm đẹp luôn. Đấy các bác nhá. Còn nguyên CG trong này các bác nhá. CG này. Đấy. Ok cho các bác. Ok. Đây có chiếc này này. Các bác nhìn chưa? Zin đẹp toàn phần cho anh em luôn. Đấy, cái này mà các bác buộc không zin thì em cũng đến thua này. Đấy các bác nhá. Zin đẹp luôn. Đấy. Đấy. Cái này thì vẫn còn tem. Cái kia thì còn tem các bác nhá, còn nguyên CG này các bác nhá. Đấy. Thùng quách đẹp luôn, tất cả sạch sẽ đẹp đẽ ngon lành, chép chiếc mọi thứ ngon lành các bác nhá. Đẹp luôn, thùng không lở loét gì cả, ê căng đầy đủ hết đẹp. Đấy, ê căng còn nguyên đẹp luôn, không rách không lát các bác nhá. Đôi này thì em bán cho các bác giá là 5.200.000 đồng một đôi này, em bao ship cho anh em luôn. Đôi này thì có một đôi thôi các bác nhá, loại này có một đôi thôi, cái dòng robot này thì không phải lúc nào cũng mua được. Và thực tế là có những cái mẻ hàng em mua được của người tiêu dùng, cũng có mẻ hàng mua quán cà phê, có mẻ hàng mà đổi cáp cho khách hàng, nên là giá em mua được giá tốt thì em đảm cho các bác giá tốt không nhá. Đấy. Đấy, zin đẹp luôn, gân thì đã thay cho các bác rồi, các bác về chỉ việc chơi thôi, không phải lo nghĩ cái gì các bác nhá. Các bác nhìn gân này, em đã thay mới rồi. Còn bác nào mà đòi có nguyên gân thì nó thật với anh em là những cái gân này nó chạy mấy năm là nó ải đi rồi, là nay không đánh được đâu các bác nhá, em nói luôn. Đấy. 5.2 triệu bao ship cho anh em luôn. Đấy, bao ship. Đấy. Tiếp theo, hôm nay thì về được một đôi 4.2 đẹp luôn cho các bác luôn. Đấy, 4.2. Đấy, các bác nhìn này. 5.7 màu đẹp còn đẹp nguyên luôn. Đấy, zin. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy. Đây. Nhìn này. Zin đẹp toàn phần cho anh em luôn. Chép trước đây. Các bác nhìn đã. Đẹp lung linh cho các bác luôn. Thùng quách sạch sẽ đẹp đẽ. Nói chung 4.2 là một cái phiên bản là đời tiếng hay nhất gì trong cái dòng bốt treo tường rồi. Nói chung dòng này thì miễn chê. Đấy, nhưng mà quan trọng là giá thôi các bác công nhận không ạ? Quan trọng là giá bao nhiêu thôi. Chỉ còn 4.2 thì nó miễn bàn giúp em. Đấy, miễn bàn. Nó đẹp xuất sắc cho anh em luôn. Đấy. Đấy. Con này thì đấy. Một bên cổ cái hơi hồng, cổ con này hơi thâm thâm. Đấy không nhá. Đó luôn. Nhưng cái bao zin toàn phần cho anh em luôn. Đấy, con này trùng CG các bác nhá. Trùng CG luôn. Đấy, trùng CG. Nói chung mà những hàng này thì em mua lại được của người tiêu dùng ấy thì chắc chắn là nó thẳng một câu là giá nó rất là tốt cho anh em rồi, mà anh em còn chê lên thì thua. Đấy, đôi này thì đen đẹp. Đấy. Tất cả zin hết toàn bộ các bác nhá. Zin hết toàn bộ. Căng kiếc đẹp các bác nhá. Đấy, căng kiếc đẹp còn lung linh luôn các bác luôn. Đấy, màu đen. Đấy, chép zin, bát zin. Đấy. Chép zin bát zin. Và đôi này em bán cho anh em giá là 10 triệu 300 các bác nhá. 10 triệu 300. Đấy, 10 triệu 300 đôi này. Đấy, bác nào mà là quan tâm thì là alo cho em. Đấy, đôi này thì 10 triệu 300 bao ship cho anh em luôn, bao ship cho anh em và tất cả hàng bên em dán tem cho anh em về kiểm tra. Đấy, thoải mái luôn các bác nhá. Thùng quách bao cho anh em đẹp đẽ ngon lành, bao ship bao zin. Đấy, mình nhìn chợ rất là đẹp. Đấy, đôi 4.2 này là 10 triệu 300, còn đôi này là 10 triệu, xin lỗi, đôi này 5 triệu 2 các bác nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hú em câu các bác nhá. Đấy, số lượng không có nhiều, hôm nay thì về được có 2 đôi này thôi. Đấy, thùng quách sạch sẽ đẹp đẽ ngon lành. Đấy,
Xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi nhé.